loay hoay, đau đầu, choáng váng, chưa biết làm nào để lựa chọn một chiếc bồn cầu thật tốt, bền, đẹp. Nếu như bạn chưa có câu trả lời thì hãy xem hết video ngày hôm nay nhé. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trang Mẫn đến từ Civic, nhà phân phối chuyên cung cấp và tư vấn lắp đặt các thiết bị vệ sinh, đồ gia dụng, nội thất phòng tắm hàng đầu toàn quốc. Đầu tiên, điều mà bất kỳ ai cũng quan tâm đó chính là khả năng xả của bồn cầu. Hãy chọn cho gia đình bạn một bồn cầu vệ sinh có ống xả lớn, lực đẩy mạnh mẽ để có thể hoạt động tốt nhất. Điều này sẽ giúp cho bạn không cần phải xử lý đến những tình huống nghẹt hay tắc bồn cầu, vốn là những điều phiền toái mà không ai muốn gặp phải. Tiêu chí số 2 mà các bạn cần quan tâm đó chính là khả năng tiết kiệm nước. Các loại bồn cầu thông thường sẽ tốn khoảng 6 đến 8 lít nước cho một lần xả, nhưng các loại bồn cầu tiết kiệm nước sẽ chỉ tiêu tốn của bạn khoảng 3 đến 4 lít nước cho một lần xả mà vẫn đảm bảo hiệu quả xả rửa sạch sẽ, mạnh mẽ. Những mẫu bồn cầu mới cũng được thiết kế tích hợp với công nghệ xả xoáy hiện đại, thường là công nghệ xả xoáy siphon, tạo dòng nước dạng xoáy tròn từ hai đầu ống nước xả ở vành bồn cầu, giúp xả rửa mạnh mẽ, cuốn trôi mọi chất bẩn. Men tráng chính là một yếu tố mà các bạn sẽ cần phải quan tâm. Lớp men tráng sẽ quyết định đến độ bền, khả năng chống bám bẩn và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Hiện nay, những dòng sản phẩm bồn cầu đạt chuẩn là dòng được làm từ công nghệ xù tráng men hay công nghệ phủ nano cho bề mặt cực kỳ nhẵn mịn, độ bám dính thấp làm hạn chế vi khuẩn và nấm mốc. Đặc biệt, hình thức tự vệ sinh, kháng khuẩn tốt nhất hiện nay ở dòng bồn cầu này giúp chúng không xuất hiện vệt ố vàng. Nếu gia đình bạn có trẻ sơ sinh và người già, người hay mất ngủ vào ban đêm thì hãy chú ý đến bộ phận này nhé. Với các bồn cầu cũ, khi đậy nắp bồn cầu thường sẽ gây ra âm thanh khó chịu, đặc biệt vào ban đêm. Tuy nhiên, điều này đã được khắc phục với nắp êm trên bồn cầu mới từ Lowen và Inox Toto với cấu tạo từ nhựa ABS hay từ nhựa nguyên sinh. Nhiều gia đình hiện nay đang sinh sống tại các căn hộ chung cư, nhà ngõ thì vấn đề về diện tích hay là bài trí phòng tắm là vô cùng quan trọng. Bồn cầu được chia thành 3 loại chính là bồn cầu 1 khối, bồn cầu 2 khối và bồn cầu treo tường. Tùy thuộc theo diện tích phòng vệ sinh của bạn là bao nhiêu mà bạn sẽ chọn lựa dòng bồn cầu phù hợp. Đối với những phòng tắm hẹp, tốt nhất chỉ nên lựa chọn bồn cầu 2 khối hoặc bồn cầu treo tường để tiết kiệm diện tích. Một lưu ý mà tôi nghĩ cũng quan trọng không kém đó chính là nhu cầu sử dụng. Nếu gia đình bạn đơn thuần chỉ cần một chiếc bồn cầu có chức năng vệ sinh và xả sạch thì chỉ cần chọn những chiếc bồn cầu phổ biến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng với yêu cầu cao hơn thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn những dòng mặt hàng tích hợp thêm nhiều tính năng hơn, tích hợp công nghệ vòi rửa tự động, nắp đóng mở êm, cơ chế sưởi ấm nắp ngồi, tự động sưởi khô, phun rửa vệ sinh. Trên đây là các tiêu chí để lựa chọn bồn cầu đúng cách. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đến ngay showroom của chúng tôi tại 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 170A Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội để được sờ tận tay những sản phẩm bồn cầu thế hệ mới đang gây sốt trong thời gian gần đây. Hoặc gọi điện ngay từ số hotline 0888388838 của Civic để được hỗ trợ nhé.